của Đất Khuyên. Xin chào tất cả những anh em đam mê chim cu ấy. Hôm nay mình sẽ đưa lên cho anh em xem một con mồi thổ lông đen. Thì con này nó đã bắt được 10 con chim rồi. Thì 10 con chim nó bắt đó là chỉ cần chạm vào vô cây rồi là con chim đó nó chỉ bắt được thôi nha anh em. Thì nói về cái độ sát nó thì hạp rừng của nó thì anh em là phải nớ nó một phần nha anh em. Nó gáy gọi vài tiếng là ít nhất là phải bối mà nghe là phải sạc vờ cây bên cạnh liền. Còn khi mà nó chạm lông rồi thì con chim đó không chạm nhập thì không tính nha anh em. Nhưng mà đặc biệt là nghe cái tiếng của nó là phải ra vờ liền. Và khi nó đã thấy con bội rồi thì con này là nó dặm gù. Nó dặm là bảo qua gù, nó dặm là bảo qua gù thôi. Còn khi nó mà gây gọi á thì anh em nghe cái tiếng nó ngồi rừng thì nói chung là anh em là chỉ mơ thôi. Thì mình cũng cho nó gù để anh em nghe được âm vọng thôi. Thì mới hôm qua có đi chơi giò căng nghề, vì cái công việc của mình là không có. Đợt này mình cũng mất công việc làm nhà nên là cũng không có rảnh để đi ở làm một ngày. Thì trưa nay có lấy xuống chăm thêm đồ ăn và cho nó ăn đất, ăn cát trên đây. Thì mình sẽ quay lên cho anh em xem và nói rõ con chim này cho anh em nghe. Thì nó đúng một cái đầu mặt thì chập mắt nó rất là ác nha anh em. Còn bộ lông ấy, bộ lông đen, chim này giòn, chim tròn, dài chứ không có to. Lông lưng thì đóng một cặp lông lưng rất là đẹp. Khấu lại đây. Còn cái chân nó thì nó to như đuôi thuốc rồi nha anh em. Và nửa ông chân thì nhơn điêu về vuông cả cạnh. Chân là tuyệt vời, ống chân keo, ngón chân là xương thép, không thịt nha anh em. Thì nó bắt nhiều con thì nói chung là rất là đẳng cấp nha anh em. Nó giống, đặc biệt là giống gây gọi là tiếng tuyệt vời. Nói chung nó thổ thì anh em tìm cái tiếng như nó thì cũng hơi bị hiếm nha anh em. Ra rừng là quang rừng thôi, ấm mọc hậu rong, nhưng mà thấy con chim rồi là thúc giảm bảo ba gu, thúc giảm bảo ba gu vào trong thì nó nhận rất là ác. Đây, lúa thôi anh em thấy nó rất là dễ thương nha anh em. Đây cái chân nữa đi, đúng bằng giấy đẹp, hai bên nhường đẹp, phần dầu lông của nó là vuông. Và đống sắc lông thì bền vô địch nha anh em. Cổ dài giống dàn cườm là cái nên cụm đen rất là khiếp. Cặp mắt là dữ, sát bối, lì. Đang ở trong một cái lồng thì rất là vip.
Rồi thì mình cũng nói sơ vào nó vậy thôi. Mình cũng có công việc tí, anh em cứ xem kỹ. Đó thì sẽ quấy mình sẽ nói kỹ hơn vừa còn mỗi thố xét thú này của mình nha. Chào anh em nghe kỹ hơn. Rồi, chào anh em nha.